đã trao cho chúng tôi sứ mệnh của người đi tiên phong. 30 năm qua, sứ mệnh đó đã tạo nên dấu ấn của con người Deloitte đi tiên phong, dấu ấn gắn liền với lịch sử của sự phát triển của ngành kiểm toán Việt Nam. Biểu trưng ngày hôm nay là dấu chấm tròn xanh lan tỏa của Deloitte, đó là sự tiếp nối của vòng tuần hoàn thời gian, nơi hội tụ của những quá khứ bền vững và sự khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp. Đó cũng chính là dấu ấn của mỗi cá nhân trong tập thể Deloitte, là nơi hội tụ và kết nối các giá trị cá nhân, tạo nên sức mạnh tổng hòa và lan tỏa những giá trị đó tới cộng đồng, tới xã hội. Tập thể hơn 1.000 cán bộ nhân viên của chúng tôi tự hào về những giá trị trường tồn, những thành tựu đã đạt được trong chặng đường phát triển đã qua và tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên mọi lĩnh vực để đóng góp cho sự phát triển của Deloitte, hướng tới một kỷ nguyên mới cho Deloitte Việt Nam, kỷ nguyên phát triển bền vững. Đồng hành, hợp tác trên cơ sở uy tín và tin cậy, vượt lên trên cả cụm từ khách hàng, Deloitte tự hào trở thành những bạn hàng để cùng nhau tạo ra những tác động, những giá trị ảnh hưởng tích cực trong hệ sinh thái kinh doanh và tạo ra những giá trị cho cộng đồng. Cảm ơn và tri ân tới tất cả các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ nhân viên Deloitte Việt Nam trong suốt 30 năm qua đã cùng chung tay góp sức, cống hiến để kiến tạo những giá trị ảnh hưởng tích cực, làm nên bản sắc, dấu ấn tiên phong của một tập thể kiên tâm, vững vàng. 30 năm Deloitte, một dấu ấn tiên phong, chúng ta tự hào về điều đó. Xin trân trọng cảm ơn. Don't leave.